Có thể thấy là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được xem là một cái ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, bởi nó sẽ đánh giá 12 năm đèn sách của học sinh. Và thông tin về nữ sinh Đồng Tháp đạt điểm 10 môn văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, bởi không phải ai cũng có thể giành được số điểm tuyệt đối ở kỳ thi quan trọng này, nhất là với môn tự luận như là ngữ văn. Và trong chương trình ngày hôm nay thì vượt hàng trăm cây số từ vùng biên Hồng Ngự, cô gái đặc biệt ấy sẽ có mặt tại phim trường VTV Cần Thơ. Đây ngài xin được mời em ạ. Xin được giới thiệu đến quý khán giả, đây chính là Quỳnh Hồng Như, học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An và thầy Dương Tấn Sĩ, hiệu trưởng của nhà trường. Đây ngài xin được chào Như và xin được chào thầy Sĩ ạ. Dạ. Quý khán giả thân mến, ngay lúc này thì quý khán giả có thể nhắn tin qua livestream trên fanpage VTV Cần Thơ để đặt câu hỏi giao lưu cùng hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Dân, lời đầu tiên thì xin được chúc mừng Như cũng như là trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Có thể thấy đây là một cái niềm tự hào mà không phải ai cũng có được đâu. Riêng đối với Như khi mà nghe thông tin là mình được 10 điểm, cảm xúc em sao? Khoảnh khắc đầu tiên khi em nghe thông tin mình được 10 điểm là thông qua cuộc gọi từ mẹ vì em đang có việc đi bên ngoài cùng ba. Khoảnh khắc đầu tiên thì em vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ, nhưng sau đó em đã cố gắng giữ được bình tĩnh và cảm thấy rất vui mừng, hạnh phúc, và cuối cùng là em đã vỡ òa trên trong nước mắt và em đã khóc khi em vẫn đang còn ở bên ngoài. Những giọt nước mắt hạnh phúc phải không ạ? Có thể thấy là vui mừng, xúc động hay là tự hào là cảm xúc của Như cũng như là các giáo viên tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Riêng đối với lại một ngôi trường cách biên giới Việt Nam Campuchia chỉ vài km thôi thì với thành tích của Như thì thầy có cảm nghĩ như thế nào ạ thầy? Thưa anh Khoa, thưa quý vị khán giả, trường Trung học phổ thông Chu Văn An tọa lạc tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, cách biên giới Campuchia khoảng 6 km. Thì trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 vừa qua, trường có em Quỳnh Hồng Như đạt được điểm 10 môn ngữ văn. Đây cũng là một trong những cái thành tích hết sức nổi bật của trường trong năm qua. Thì với cái thành tích này nó có rất nhiều ý nghĩa đối với nhà trường, và thành tích này cũng là niềm vui, cũng tạo thêm nhiều động lực để cho thầy và trò của nhà trường trong thời gian tới trong công tác dạy và học, và nhằm khẳng định cái chất lượng dạy và học của nhà trường trong những năm tiếp theo, và cũng là nơi đáng tin cậy để cho phụ huynh gửi gắm con em vào học tại ngôi trường này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó không chỉ là niềm tự hào của nhà trường đâu mà là của cả ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp. Bởi theo thông tin mà chúng tôi được biết thì hơn 10 năm qua rồi, tỉnh Đồng Tháp mới có một cái điểm 10 đầu tiên của môn văn. Chưa ạ. Và quý khán giả thân mến, ngay lúc này có một một khán giả đã nhắn tin vào livestream của fanpage VTV Cần Thơ như thế này ạ. Được biết thì ở ngoài điểm 10 môn văn á, thì Như còn là học sinh giỏi 12 năm liền luôn, đồng thời là đạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh nữa. Bí quyết nào mà giúp Như học học siêu đến như thế? Câu hỏi này xin dành cho em ạ. Đối với em là trong quá trình học thì việc tự học là vô cùng quan trọng, bởi vì tự học giúp em nhận ra là khuyết điểm của mình ở đâu và mình cần phải phát triển ở đâu để mình có thể trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn. Và đầu tiên là đối với việc tự học thì sau khi học những nền tảng vững chắc ở trên lớp, bởi vì đây là rất quan trọng, tạo cho em một cái nền tảng vô cùng chắc chắn để em có thể về nhà và truy cập internet, những cái công cụ vô cùng hữu ích hiện đại ngày nay, để em có thể tiếp cận được với nhiều nguồn thông tin cũng như là bài tập. Và đương nhiên là khi mà tìm kiếm thông tin như thế thì em cũng đòi hỏi ở mình là cái sự chọn lọc phù hợp nhất có thể để mình tránh bị tràn lan hay là mình hoang mang về kiến thức rộng rãi. Và đồng thời đối với em thì khi mà có những bài tập em khó giải quyết thì em còn sẽ gặp với thầy cô và bạn bè để trao đổi và từ đó giúp em có thể hiểu bài nhanh hơn. Tức là tự học là chính, đúng không hả mà? Tuy nhiên cũng rất là nhiều người, ở trong đó có tôi cũng tự học, nhưng mà thực sự là nói về cái con điểm điểm số 10 thì dường như đó là một cái giấc mơ xa tầm giới mà cũng là một sinh viên ngành văn nha. Dân thực sự là khi mà nghe điểm 10 môn văn nhiều người cũng cảm thấy bất ngờ lắm, bởi vì môn văn khó, phải không ạ? Và đây là cũng là một cái môn tự luận à. Và để giúp quý khán giả có một cái nhìn rõ hơn, cụ thể hơn, để mình có một bài trắc nghiệm nho nhỏ được không ạ? Về những cái kiến thức xoay quanh môn văn thôi. Không biết là em đồng ý không ạ? Dạ đồng ý. Rồi, chị ha, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Dân ạ, 30 giây cho phần hỏi nhanh đáp gọn sẽ được phép bắt đầu. Dạ. Bài thơ Tây Tiến là của ai? Quang Dũng. Dân, tác giả Nguyễn Khoa Điềm nổi tiếng với đoạn trích nào? Đất nước. Chính xác. Tác phẩm Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt thuộc thể loại gì?
kịch. Chính xác. Theo em thì tác phẩm Ai đặt tên cho dòng sông là của ai? Dạ, của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ok, chính xác. Câu thơ Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ là của nhà thơ nào? Dạ, của Xuân Quỳnh. Chính xác. Ấn tượng của em như thế nào về sông Đà của tác giả Nguyễn Tuân? Dạ, sông Đà hùng vĩ, thơ mộng, trữ tình, hung bạo. Rồi, chính xác. Trong chương trình ngữ văn lớp 12 thì em thích nhất là nhân vật nào? Dạ, Mỹ, nhân vật Mỹ. Chính xác rồi, một câu chính rất hay. Người mẹ trong truyện Vợ Nhặt có tên là gì? Dạ, là bà Cụ Tứ. Rồi, chính xác. Nhân vật Phùng trong tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa của tác giả Nguyễn Minh Châu làm nghề gì? Dạ, là một nghệ sĩ nhiếp ảnh. Chính xác. Theo em thì tác phẩm Chí Phèo có trong chương trình ngữ văn lớp 12 hay là không? Không. Rồi, dân, chúc mừng em. Chương trình sẽ là rất ấn tượng. Đúng dạ, không? Dạ. Được biết là hiện nay thì cuộc sống của Như thì vẫn còn rất là nhiều khó khăn. Cha mẹ là phải mưu sinh để lo cho cuộc sống của gia đình mình. Thì không biết là với kết quả này thì Như có mong ước gì cho tương lai hay không? Dạ, em cũng thành thật là em hy vọng là bản thân mình là với những gì mà em có thể nhận được ngày hôm nay trở thành một cái niềm tin vững chắc cho mình rằng là mọi việc đều có thể. Từ đó em muốn trau dồi bản thân mình trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn, tích cực hơn. Và sau này sau khi tốt nghiệp trở thành một thành viên của ngôi trường mà em mơ ước thì có thể trở thành một công dân tốt cho đất nước Việt Nam cũng như là không phụ lòng công ơn của ba mẹ đã hy sinh thầm lặng cho em cũng như là sự quan tâm yêu mến từ thầy cô, bạn bè và nhà trường. Nhưng thực sự là ngày hôm nay thì gặp gỡ được em thì cảm thấy là trong cái sự chia sẻ, trong ánh mắt vẫn còn rất là nhiều những cảm xúc, phải không ạ? Vẫn những cái dòng cảm xúc rất là đồng đầy. Và quả thật là nhiều năm rồi ạ, đồng bằng sông Cửu Long chưa có điểm 10 môn văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với Như thì mọi người không chỉ là khâm phục về thành tích học tập thôi đâu, mà còn là ý chí nè, mà là nghị lực nữa, vươn lên trong cuộc sống. Và xin được chúc Như sẽ tiếp tục có nhiều thành tích tốt hơn trong học tập. Còn riêng trường trung học phổ thông Chu Văn An sẽ tiếp tục gặt hái những quả ngọt trong hành trình là mang con chữ đến cho học sinh tại vùng biên. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày hôm nay thì Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc phiên tòa xét xử vụ án đưa nhận môi giới hối lộ, tham ô, lừa đảo, giả mạo công tác xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm, chi cục đăng kiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác.